Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái mẹo mà vô tình nến nó dính lên áo nha. Đây mình cố tình đổ cho nến nó chảy lên áo mình luôn. Áo còn đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ là cách xử lý nó. À, các bạn xem này, nến nó gãy thế này. Đấy. Rồi. Đừng có lo lắng nha. Các bạn xem xong cái mẹo của mình là sẽ xử lý được luôn. Các bạn sẽ dùng cái bàn ủi này cho mức sáng nóng vừa thôi. Sau đó các bạn sẽ đặt tờ giấy lên, giấy ăn đó các bạn, đặt lên. Các bạn hơi nóng đó. Đây. Anh thấy không? Nến đã ăn vào giấy này. Thấy chưa? Không sao hết, cứ làm tiếp. Rồi, mình sẽ đổi chỗ khác. Rồi, các bạn xem này. Nến bắt đầu là hết rất là nhiều rồi nha. Ok, mình sẽ đổi tơi khác. Và cứ vậy ủi thôi các bạn. Các bạn sẽ ủi đến khi nào mà nến nó không còn ăn lên tờ giấy nữa là được. Gần sạch rồi đấy, thấy không? Các bạn xem thấy clip hay nhớ tặng mình một like nha. Đó, hoặc là bạn nào có cái cách nào hay hơn thì bình luận bên dưới để cho mọi người cùng biết, học hỏi lẫn nhau. Thấy không? Nến nó sạch này, rất là nhiều rồi. Trong cuộc sống thì bất cứ cái gì nó không có cái mẹo để xử lý hết cả nha các bạn. Cho nên chúng ta gặp khó khăn gì đó thì đừng có vội buồn. Đấy. Rồi. Bạn nào kỹ hơn một tí thì có thể lật ngược cái áo lại. Lật ngược lại và ủi thêm lần nữa. Như vậy là sạch hoàn toàn. Chờ tí. Đây. Không còn tí nến nào được. Các bạn chờ một xíu thì cái màu này này nó sẽ trùng với nhau nhé. Sau một thời gian khoảng tầm 1-2 phút cho nó khô các bạn, thì các bạn thấy nè, nến nó đã mất sạch rồi nha. Đấy. Nếu mà để khô á, là nó sẽ mất luôn. Như vậy là rất là tuyệt vời rồi đúng không? Các bạn hầu như không thấy, nếu buổi sáng một tí thì không thấy. Đấy. Rồi, các bạn thấy clip hay thì tặng mình một like nhé. Và nhớ chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.